Ok mọi người, mình là Sam đây, mình đến từ page của Senpai. Và ExcelCon đã diễn ra cái đây khoảng vài tiếng. Và mình cũng chưa hết sự phấn khởi xung quanh cái sự kiện rất là lớn này. Và đồng thời chúng ta sẽ đón nhận thêm 4 nội dung mới xung quanh page Excel. Như ExcelCon đã diễn ra. Cái này thì mình sẽ không thể mất lời lòng nữa, mình sẽ đánh tóm tắt 4 nội dung chính này. Thứ nhất là nội dung của Path of Sai 2. Mình đã sửa ra rất là hoang mang khi nghe đến cái thông tin này. Và đã mình bắt đầu mình nghĩ là tất cả những gì MTS mà mình mua từ Path of Sai 1 nó có chuyển qua Path of Sai 2 không? Thì câu trả lời là có. Tức là tất cả những gì bạn mua khiến character bạn đẹp hơn này, effect này, set này, gem skill effect này, nó sẽ lấy hoàn toàn từ Path of Sai 1 chuyển qua Path of Sai 2 trong account bạn. Nếu bạn không phải lo về chuyện mình lỗ tiền thôi. Ok. Đồng tiền bạn trả ra rất là quý giá và đáng như vậy. Chúng ta sẽ đến với mục đầu tiên, đó là One Game Two Campaigns. Tức là thế này. Path of Sai 2 chúng ta có 7 arc mới. Nó là phần tiếp theo của 10 arc cũ trong Path of Sai 1. Và nếu mình tính không nhầm, chúng ta sẽ có 17 arc mới nếu mình nghĩ không nhầm. 17 arc, nghĩa là tổng 17 arc và 7 arc mới á. Tổng là 17. Đấy. Và nội dung thì nó xoay quanh 20 năm sau khi chúng ta đánh boss con Kitava 20 năm sau. Thì 20 năm sau, sau cái kết của Kitava là con boss sau óc mời chúng ta đánh á, cái con màu đỏ á, mà chúng ta cần giờ xin với giờ, nói chung là ánh sáng bóng tối này mà đánh á, mình hay nói như vậy. Thì xã hội đã bắt đầu xây dựng chậm, dần dần trở lại. Và những con người quyền lực, những người tham vọng á, nó đã bắt đầu gọi là đi vào cái sơ đồ cũ và chạm tới ma thuật đen, khiến cái wild class này bị đe dọa. Các bạn cứ hiểu như vậy đi. Đây, nó có chuyện. Thì chúng ta hãy đến với Path of Sai 2. Chúng ta sẽ có tới 19 new ascendancy class. Thì mình tạm thời chưa hiểu rằng 19 cái này là 19 cái mới hay là 19 cái nó lấy từ những cái cũ và nó làm lại. Tạm thời mình chưa hiểu lắm, nhưng mình nghĩ là cái khả năng là nó lấy những cái cũ và nó làm lại nhiều hơn. Nên đó là nếu mà nó làm lại những cái cũ thì mình cũng không ngạc nhiên lắm. Mình ngạc nhiên chỉ là thêm 19 cái mới thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta có new skill gem system. Thì đây là một cái quan trọng ở trong Path of Sai 2, tức là thế này. Chúng ta sẽ đến với cái cơ chế gọi là Sickling mới. Tức là tất cả những skill chúng ta sẽ có Sickling luôn. Sẽ có 6 link với nhau á. Cá nhân mình thấy cái hệ thống này rất là OP, rất là mạnh. Nhưng mình cũng nghĩ là tụi Delph này nó lại khiến game quá dễ đâu. Mình nghĩ còn thành sau rất là khó đấy. Thì tạm thời như vậy, mỗi skill chúng ta có thể có 6 link. Wow. Tiếp theo, all new equipment. Tức là nó làm lại hình ảnh thôi, không có gì nói nhiều phần này đâu. New character modern and animation. Tức là character chúng ta có new modern này. Và new, nhưng mà những cái cử động mới, những cái thao tác mới nhìn nó mượt hơn ấy. Mình cũng đã coi video, mình thấy nó mượt hơn rất là nhiều và đồ họa nó rất là đẹp. Nhìn y hệt như Diablo 2. Đây là New Modern. Thì các bạn nhìn qua hình này, các bạn thể nhận ra The Shadow này, Bellis, Witch, Ringer, Marauder. Và hai con cuối này khiến mình rất là băn khoăn và mình thấy lạ. Đây là Saiyan. Mình không hiểu tại sao nhìn nó lại khác như vậy luôn, hay là do ánh sáng nên mình không nhìn thấy rõ con Saiyan. Nhưng mà những Sion á, đây là Sion không phải Saiyan. Sion thì Sion mình nhớ là nó tóc vàng và mặc một bộ đồ khác, bộ đồ màu xanh cơ.
thì Seon ở trong này nó lại là tóc nâu và mặc bộ màu nâu luôn. Tạo này mình chưa hiểu tại sao. Và đây không biết là có phải Seon không, mình chưa biết. Tiếp theo này chúng ta hãy tới Templa. Ồ, các bạn nhớ con Templa cũ, con Templa hiện tại nó làm tóc bạc và nó là một ông già sắp chết đến nơi, ông già chúng, ông già quá cao tuổi á. Thì sang với bản mới chúng ta nhìn Templa như một tu sĩ luôn, cơ bắp cuồn cuộn này, nhìn ngầu hơn này, nhìn cái dáng người nó đẹp hơn này, và gọi mình phải wow. Thì mình không thể nhìn ra hai con nhân vật ở đây là ai. Ok, đó là New Modern. Tiếp theo And Much More. Những cái phần này thì mình tóm tắt cho các bạn, đó là thế này. Đó là thứ nhất, bên cạnh chuyện mà nó nâng cấp đồ họa thứ, thì Parasite 2 không phải ra vào năm nay, nó ra vào cuối năm 2020. Và các bạn cũng không phải lo về chuyện nó delay những cái leak, đó là nó phát triển song song, tức là nó vừa làm Parasite 2 vừa làm leak ra định kỳ. Nghĩa là kiểu 3 tháng thì nó làm một leak ạ. Nói chung là bạn không phải lo delay cái nào đâu. Nghĩa là một sự cố gắng rất tốt từ nhà phát triển. Và nó nói là nó sẽ ra những cái thông tin và những cái thông báo mới xung quanh Parasite 2 sau. Nên chúng ta cứ thế mà hóng thôi. Đấy, đó là xong Parasite 2. Chúng ta hãy tới core game mới. Đó là The Conquerors, kẻ chinh phục Atlas. Các bạn, trước khi mình vào phần này thì mình muốn nói là các bạn phải phân biệt core game và leak là hai phần khác nhau nha. Core game là cái chính của game, còn cái leak là những thứ xung quanh cái core game đó. Bạn nhớ nhá, leak là làm lại từng tháng, còn core game là nó cứ như vậy hoài luôn á. Có thể là thay đổi nhưng mà tạm thời là các bạn cứ hiểu như vậy. Thì core game hiện tại chúng ta đang là War of the Atlas, còn core game mới của cái mùa tiếp theo sẽ là Conquerors of the Atlas, kẻ chinh phục Atlas. Ok, thì cốt truyện là thế này. Sau khi cái chiến tranh Atlas, War of the Atlas nó kết thúc á, thì The Aesel, nghĩa là nói chúng ta, những kẻ bị lưu đày á, đã giết Elder và nó trở thành mối nguy hại cho cái vùng đất chúng ta đang tới, tức là White Glass á. Và Janna đã lừa chúng ta vào bên trong Atlas, nhưng chúng ta đang mạnh dần và trở thành nghĩa là quay và sẽ sớm quay lại á. Nghĩa là mình chưa hiểu là Janna hãm hại chúng ta chỗ nào nữa. Nhưng mình không đọc cái cốt truyện của Parasite nên mình không có nắm được đoạn này. Okay. Thì nó chủ đề chính, chúng ta sẽ có 5 con boss mới. Đây là hình, đây là những kẻ chinh phục The Conquerors. Đó, 5 kẻ. Thì điểm mấu chốt của cái The Conquerors Atlas này, đó là chúng ta sẽ vào một luật chơi mới, The New Rule. Như ở phiên bản cũ, phiên bản hiện tại luôn á, War of the Atlas á, War Atlas là chúng ta có T1 tới T17. Nhưng đối với phiên bản tiếp theo đó, The Conquerors of the Atlas, là chúng ta có T10, chỉ có T14 tới T16 thôi. Tức là chúng ta chỉ có 3 T duy nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu ở giữa, lan truyền theo những vùng xung quanh, đó là 50 map xung quanh, 50 map. Đây, mình chưa biết nó là phần nào, mình chưa biết là 50 map đó 50 map nào, và 50 map là phần nào. Tạm thời mình chỉ biết là chúng ta sẽ bắt đầu giữa và mới 50 map cho sẵn. Và chúng ta sẽ phải giết những con The Conquerors, là những con boss á, những con boss, có lẽ những con boss này này, The Conquerors này, để mở thêm những map mới. Thì số lượng map max ở đây nó vẫn là 155 và chúng ta bắt đầu với 50 và mở lên. Chúng ta giết những con boss The Conquerors thì nó sẽ cho chúng ta những cái cục gọi là Watchstone. Chúng ta lấy rồi chúng ta lắp vào trong này để mở những phần map mới. Okay. Thì cá nhân mình suy nghĩ về hệ thống map mới này rất là hay luôn. Đó là chúng ta hạ được cái nhược điểm của Atlas, đó là những tên thấp thì giá tiền ít.
Tất nhiên thì vấn đề này thì mình nghĩ, theo cá nhân mình nghĩ này, nó khiến chuyện bán map được giá hơn. Đấy, bởi vì theo cái hệ thống của chúng ta có 17 map. Map, những map thấp á, giá tiền rất là thấp luôn. Như rác đó. Thì sau cái hệ thống này, tất cả các map đều là T14 và nó rớt đồ, mình nghĩ nó ngon như nhau đấy. Nên không map nào là map rác. Ok, khiến gọi là cân bằng hơn, khiến chuyện bán map tốt hơn. Chúng ta đến với một cơ chế mới là Support Gem Plus. Đó, hiểu, các bạn hiểu như là đó là những cục gem support, nhưng nó là một phiên bản khác mạnh hơn rất nhiều, cứ hiểu là như vậy. Đây, nó là một cục gem riêng biệt luôn á. Chúng ta đến với loại currency mới, một cục Excel ọc mới. Đó là 4 cục Crusader, 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 Anija Kato, Anjudi Kato. Mình không biết đọc chữ này chữ đọc như nào nữa. Đây, và Hunter và World Excel. Thì bốn loại này, nó là bốn loại Excel mới cho game. Thì nó cho chúng ta những dòng cường hóa mới, là ví dụ như là you have a tailwind là của Ranger này, Death Eye vậy, nhớ không nhầm là vậy. Death Eye là của Pathfinder ta, cá nhân mình không nhớ được, nhưng mà tailwind là của nhóm Ranger. Tiếp theo là Maximum Power Charge, tiếp theo đó là cái cộng một lever on call chain và dex chain, nghe OP thật đấy. Và khi chúng ta cường hóa xong này, cường hóa nói chung là đập S-Orb vào trong vũ khí á, thì nó sẽ có những cái viền màu xanh ở đây này, màu ở đây này. Cái màu đỏ này thì chắc là Crusader đúng không? Cái màu xanh này chắc là Adjudicator đúng không? Và cái màu xanh này chắc là Hunter. Ừ, mình đoán vậy thôi. Thì mỗi, theo mình dịch đây này, thì mỗi mob thì chúng ta sẽ đập được 2 cục. Mỗi 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 item chúng ta đập được 2 cục vào. Mình nhớ không nhầm, mình dịch không nhầm đoạn này như vậy. Như này, you can use few together and to influence item to hybrid with more a bot of item. Cái này như là cái này mình xin để lại cho những người có hiểu biết nha. Tại vì mình không muốn, mình sợ mình phán sai những dòng mình dịch ở đây. To influence, mình đang thắc mắc từ to influence này là đang nói cục Excel mới hay là nó nói cái dòng mod cũ và dòng mod mới, nên mình chưa biết. Nên các bạn, những ai hiểu biết thì có thể comment vào phần comment sau, mình sẽ bổ sung sau. Đây, cảm ơn mọi người luôn. Tiếp theo là cái bow reward, tăng đam, mình nâng ở trong tăng đam khiến cái build này trở nên gọi là cân bằng hơn. Ừ, thật ra bow hiện tại cũng không phải là yếu, nhưng mà bow hiện tại là tuy là bow rất là nhiều nhưng mà chỉ có vài cục gem xài được ấy, thì nó làm lại nên cân bằng hơn. Những cục gem tưởng chừng đã chết nó sẽ sống lại. Tiếp theo hệ thống Ballista làm lại thì nó mạnh hơn này, cho chúng ta có thể đặt được số totem ranger nhiều hơn. Tạm thời mình thấy nó viết như vậy. Powerful new item thì mình chưa biết là leak mới nó như thế nào, nên tạm thời cái này mình chưa phán quyết là cái nào mạnh cái nào yếu. Rồi chúng ta sẽ tới với list mới tên là Metamorph. Support mới, một cách hút tiền mới đi, hút tiền một kiểu một cách tự nguyện. Thì mình, cá nhân mình thấy hai set này khá là đẹp. Set đầu này, úi dồi, nhìn như ramen siêu nhân đấy. Ok, thì đó là phần core game mình đã nói, mình tóm tắt lại này. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh với 5 con boss mới. Thứ hai, chúng ta sẽ tới với New Alan Mechanic thì mình đã nói, khởi đầu ở giữa và 50 map. Muốn lên, muốn tăng map thì chúng ta đánh những con boss để tăng map bằng cái cục Watchstone sau khi đánh boss. Tiếp theo là Spawn Gem Plus. Tiếp theo là nó là 5 4 cục S-Orb mới. Tiếp theo là Bow Reward và sự Atlas New Item. Ừ, đó, đó là những phần core game mới. Tiếp theo này, tới nick mới, đây là những cái chúng ta đang mong chờ.
Vâng, list mới tên là Metamorph. Chơi lờ các bạn tự coi nha, các bạn tự coi, các bạn cảm nhận đánh giá hơn, tốt hơn so với chuyện mở đây. Thì Metamorph này mình nói sơ qua, chúng ta sẽ có NPC mới tên là Ten Octavius. Từ Octavius này như kiểu Spider-Man nhỉ. Thì hệ thống mới này, đó là Build Your Own Boss. Your Own Boss tức là các bạn tạo ra một con boss của riêng các bạn và các bạn đánh nó. Nó hơi giống, nó thiên hướng hơi giống Bestiary. Tức là các bạn craft ra con boss và các bạn đánh, các bạn nhận vật phẩm. Cái này mình thấy như vậy. Nhưng cái hệ thống này mình thấy nó hay ở chỗ là các bạn chọn được con boss các bạn đánh. Nó không giống như Betrayal, là các bạn không thể chọn được boss và nó ra nó vả các bạn chết một hit luôn. Thì cái này á, nó ngăn chặn việc đó bằng cách là các bạn phải chạm vào cục né, bắt gọi boss ra nó mới đánh, chứ không phải tự nhiên nó xuất hiện trên map mà nó đánh. Ok, cái cục đó nhìn như nào? Cục đó nhìn như này này. Đây này, mới có hình luôn này. Các bạn chọn cục này, hãng hướng dẫn craft, hai mắt này, liver là sự sống này, lung là phổi này, não này, brain là não, heart là trái tim. Chọn đủ và chúng ta tạo ra boss và đánh nó, do ta vật phẩm. Đó là hệ thống mới, hệ thống đáng chú ý của glitch này. Tiếp theo là currency của cái currency mới của glitch. Currency mới của glitch nha. Lúc nãy mình nói currency mới của core game, còn đây currency mới của glitch thì nó có cái cục gọi là catalyst. Catalyst này thì nó là như kiểu một dạng cường, nó là một cục để đập vào nhẫn, đập vào và một cục gọi đập vào tận thắt lưng khiến nó mạnh hơn. Thì ở đây chúng ta có Exchange Life and Mana. Tiếp theo là Exchange Stress Modifier. Không có gì nổi bật lắm. Cái mình ngạc nhiên là cái 4 cục add mới cơ. Nhưng mà tạm thời mình chưa biết là những cục khác nó sẽ effect như thế nào. Tạm thời thì nó ở đây có những cái này ở đây. Riêng có phần này là Caster Modifier, mình chưa hiểu Caster Modifier là sao. Modifier là sao? Tại vì mình chưa hiểu lắm nên có gì các bạn chỉ sang nha. Ok, thì endgame Metamorph là thế này. Các bạn giết những con boss Metamorph, ok, và chúng ta wrap lại thành một con boss Metamorph để đánh thành Collection. Thì cái phần này thì mình thấy nó khá là na ná Bestiary. Đánh những con boss và lấy chúng ta lấy từng phần nó các bạn ghép lại nhé. Thì Bestiary là đánh những, bắt những con đó và chúng ta ghép lại thành để đánh, để hoàn thành collection, hoàn thành challenge luôn. Thì đó là tại sao mình nói là cái list này khá là hơi giống Bestiary. Nhưng mà nó hay hơn Bestiary là chỗ chúng ta được chọn để đánh và nó không tự nhiên xuất hiện ra map và nó vả chết các bạn như thời Bestiary. Bestiary mình có một cái ghét nhất này, đó là những con boss của Bestiary một khi lên TK quá, nó hay one shot bạn lắm. Nhất là con rắn. Con rắn mà bắn ra mấy cái đuôi á, đuôi nó bắn ra độc á, thì nó nếu mà nó đứng từ xa nha, nó phụt cái bạn chết luôn. Thì ở đây các bạn chọn và nó không tự nhiên xuất hiện trên map mà nó vả chết các bạn đâu. Nó ngăn cái chuyện bạn chết oan. Đó, thì đó là những cái Metamorph nó xoay quanh. Tiếp theo chúng ta tới một cái gọi là mình thấy nó hơi kiểu cà khịa. Tại sao mình nói cà khịa? Thì đây là Battleside Mobile. Đây một phiên bản cà khịa của Diablo Immortal đấy. Okay. Thì không phải nói nhiều, thì như thằng Dev nó cũng đã cà khịa thằng Diablo Immortal. Đó là cảm giác người chơi sẽ thích cái này hơn so với Diablo Immortal thảm họa của năm 2018. Thì đó là những cái gì mình, đó là bốn nội dung chính của ExcelCon lần này. Và mình cũng muốn ở đây cũng là kết thúc video luôn. Mình cũng đã nói xong rồi, mình kết thúc video tại đây. Thì mình là xem đến được thầy của cả thầy Senpai. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, các bạn ấn like và share nha. Subscribe page của Senpai để nhận những video mới nhất của mình xung quanh tựa game Battleside. Mình sẽ cập nhật thông tin thường xuyên nhất có thể. Cảm ơn sự ủng hộ mọi người. Hẹn mọi người lần sau và chúc mọi người ngày tốt lành. Bye, see you.